Đắp hỗn hợp này lên mặt sau một đêm, da đen nhẻm cũng trắng bật tông rõ rệt, hiệu quả chẳng kém đi spa. Hầu hết chị em phụ nữ đều mong ước có được một làn da mịn màng và trắng hồng tự nhiên. Các loại mỹ phẩm trên thị trường có thể đáp ứng được nhu cầu này của phái đẹp, nhưng nếu bạn ngừng sử dụng, làn da sẽ nhanh chóng xấu đi. Còn đối với các sản phẩm tự nhiên, làn da của bạn sẽ được chăm sóc trong thời gian dài, đồng thời giữ được vẻ đẹp dù không còn sử dụng nữa. Chỉ với các nguyên liệu cực kỳ quen thuộc này, chị em đã có cho mình những phương pháp dưỡng da trắng hồng mịn màng như ở spa. Bạn hãy cùng kênh Phái Đẹp khám phá ngay những loại mặt nạ thần thánh giúp bạn trắng sáng bật tông chỉ sau một đêm nhé. Nạ tinh bột nghệ và sữa chua không đường. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là 1-2 thìa tinh bột nghệ. Ở đây là chúng ta sử dụng tinh bột nghệ vàng các bạn nhé. Thứ hai là một ít sữa chua không đường. Thứ ba là một ít mật ong. Đây là ba nguyên liệu của chúng ta. Chúng ta trộn tinh bột nghệ với sữa chua không đường theo tỷ lệ 1:1. Sau đó bạn cho một chút mật ong vào. Và bây giờ bạn chỉ việc đánh thật đều tay để hỗn hợp chúng ta làm có cái dạng sền sệt là được. Như vậy là bát hỗn hợp của chúng ta sẽ bao gồm có 3 thành phần. Một là tinh bột nghệ, hai là sữa chua không đường và ba là mật ong. Các bạn thấy đấy, khi chúng ta đánh xong thì nó sẽ có cái dạng sền sệt. Ở dạng sền sệt này thì khi chúng ta đắp lên mặt, cái khả năng bám dính của nó vào mặt sẽ là tốt nhất. Như vậy là xong rồi các bạn nhé. Chúng ta đã làm xong hỗn hợp thần thánh để có thể thay đổi làn da. Bây giờ mình sẽ bôi thử lên tay cho các bạn xem. Đấy, khi chúng ta bôi lên thì cái dạng sền sệt nên là hỗn hợp sẽ bám dính rất là nhanh. Trong bát hỗn hợp mà chúng ta vừa làm có hai thành phần, thứ nhất là sữa chua. Bạn biết đấy, sữa chua thì chứa rất nhiều vitamin A, B1, B2, C và E. Và ngoài ra nó còn chứa rất nhiều các cái dưỡng chất thiết yếu quan trọng cho da của chúng ta. Chính các chất này sẽ giúp nuôi dưỡng da chúng ta hiệu quả, đồng thời chống lại quá trình oxy hóa, chống khô và sừng hóa da, giúp da của chúng ta luôn tràn đầy sức sống. Do đó mà việc sử dụng sữa chua mỗi ngày sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp da chúng ta thêm trắng mịn màng hơn. Việc đắp mặt nạ sữa chua không chỉ giúp bạn có thể dễ dàng làm sạch bề mặt da mà còn giúp bạn giảm mụn, làm mờ các vết sạm và thâm trên mặt một cách nhanh chóng và cực kỳ an toàn nữa đấy. Thành phần thứ hai trong bát hỗn hợp của chúng ta đó chính là tinh bột nghệ. Bạn biết không, đắp mặt nạ tinh bột nghệ sẽ giúp giảm nám da, tăng cái khả năng đào thải hắc sắc tố melanin trong da. Mà cái hắc sắc tố melanin này chính là nguyên nhân sinh ra nám, sạm da và gây đen da đấy. Ngoài ra thì nó còn ngăn cản tác hại của tia tử ngoại, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất ở các mạch máu dưới da, nuôi dưỡng và đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da mới, giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ, trắng sáng hơn ngay từ những lần mà chúng ta áp dụng đầu tiên. Cách sử dụng hỗn hợp trên như sau. Trước khi đắp mặt nạ lên mặt thì bạn hãy rửa thật sạch mặt bằng nước ấm hoặc là sữa rửa mặt. Sau đó bạn thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng trong khoảng 1-2 phút. Mục đích của việc massage này là giúp cho các dưỡng chất có thể thẩm thấu vào sâu bên trong da. Từ đó thì cái công dụng dưỡng trắng da sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục, bạn hãy nằm thư giãn trong khoảng 30 phút để các dưỡng chất này tẩy trắng da cho chúng ta. Sau đó bạn rửa lại bằng nước mát là xong.
Nếu như bạn nào có kem dưỡng ẩm, bạn hãy thoa thêm một ít kem dưỡng ẩm lên da mặt nhé. Bạn thực hiện kiên trì đều đặn việc này 2-3 lần trên tuần, bạn sẽ nhanh chóng có được làn da trắng mịn màng để tự tin đón Tết. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và comment ý kiến của mình nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video làm đẹp mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.